Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay là thời điểm tháng 1 năm 2024 và bên em hiện tại thì đang còn một vài mã xả của 2023 để anh em có xe đi trước Tết. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, và ngoài ra thì phiên bản Toyota Cross thì còn có hai phiên bản nữa là phiên bản 1.8V và 1.8HV. Thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá của thời điểm hiện tại cũng như là cái kho xe thời điểm hiện tại của bên em. Thì giá xe niêm yết của phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8G có giá niêm yết là 760 triệu mà thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện. Thì đối với thời điểm hiện tại với cái ưu đãi bên trên thì cái tính giá chi phí cho anh chị đăng ký xong nó sẽ rơi vào khoảng tầm 830. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8H là 1.8V thì có giá niêm yết là 860 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm là 10 triệu tiền mặt và tính ra chi phí nó sẽ rơi vào khoảng 940 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 955 thì hiện tại tính ra chi phí nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 046 triệu. Còn hiện tại thì bên em đang sẵn phiên bản G, còn sẵn một chiếc đen ở đây. Còn phiên bản V thì em đang có sẵn là màu đỏ, màu đen, màu xám xanh và màu nâu. Thì những cái phiên bản màu em vừa báo bên trên thì giá mà em có thể linh động thêm cho anh chị được. Nên là nếu anh chị nào thích những cái phiên bản nào và màu nào thì bên em sẽ báo cho anh chị về cái giá nó sẽ cụ thể hơn. Vừa rồi thì em đã đi xung quanh về cái xe Toyota Cross phiên bản 1.8G để anh chị xem qua về phần ngoại thất. Còn về phần nội thất và chi tiết hơn thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị. Thì xe đang được sẵn ở bên em rồi, và như anh chị thấy ở đây là xe thì có ngoại thất màu đen. Có một vài chi tiết ở đây là cái móc kéo để mình cẩu kéo khi đi qua cảng, và khi nào mà anh chị nhận xe thì em sẽ tháo cất cái móc kéo đi và đậy cái nắp lên. Ngoài ra thì chiếc xe 1.8G này thì có được sử dụng động cơ khung gầm hộp số cũng như kích thước là sẽ chung với các phiên bản 1.8V. Tuy nhiên là sẽ có một vài điểm khác nhau như là cụm đèn và phía mặt trước này. Cụm đèn thì phiên bản 1.8G sẽ được sử dụng cụm đèn halogen, phiên bản 1.8V sẽ được sử dụng cụm đèn full LED, bi LED. Còn ngoài ra thì cái logo của phiên bản 1.8G này cũng là logo dạng thường thôi, còn phiên bản 1.8V sẽ có logo là dạng 3D phẳng. Và sẽ có thêm ở phiên bản V có những cái tấm ốp chrome ở xung quanh logo cũng như là ở cái phần hốc gió giả ở đây. Và cái phần thân xe thì phiên bản 1.8G sẽ được sử dụng là răng dạng đúc và sẽ nhỏ hơn phiên bản V và HV là 1 inch, và phiên bản V và HV sẽ có kích thước là lớn hơn 1 inch và sử dụng là dạng phay xước trông sẽ thể thao rất nhiều. Và phiên bản ở phần mui xe này, ở phiên bản V sẽ được trang bị là cửa sổ trời và khay cái giá nóc, và phiên bản G sẽ không trang bị những chi tiết đó. Ngoài ra thì có thêm những cái chi tiết như là mạ chrome ở trụ C này, hay là ở những cái nẹp cửa. Ở phần đuôi xe thì phiên bản G này cũng thiếu đi những cái nẹp chrome để trang trí. Cơ bản nhất thì là cái động cơ khung gầm và hộp số thì là vẫn dùng chung với nhau. Chiếc xe này thì là một chiếc xe màu đen, ngoại thất và nội thất cũng là màu đen. Thì trong phần nội thất thì anh chị thấy ở đây phiên bản G này được dùng màn hình được nâng cấp lên ở phiên bản này thì màn hình rất là lớn. Tuy nhiên là nó sẽ vẫn có thua thiệt hơn so với những cái phiên bản V và HV. Cụ thể như sau, từ cái màn hình trước mắt chúng ta đây, màn hình đã thông tin ở trước mắt chúng ta đây này. Và cái thứ hai thì xe sẽ không được trang bị cụm chức năng là Toyota Safety Sense, không có giữ làn đường, không có cảnh báo tiền va chạm, không có hỗ trợ lực phanh, không có đèn pha thích ứng. Và cái điều hòa của phiên bản G này cũng là điều hòa tự động, tuy nhiên là sẽ chỉ có một vùng thôi. Cụm bên này sẽ là cụm điều chỉnh tốc độ gió. Còn phía bên dưới thì nó cũng tương tự nhau, là có hộp số này và cái phanh tay thì nó sẽ chuyển xuống phía chân trái rồi. Và đây là hàng ghế thứ hai của xe. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cập nhật cho anh chị về giới thiệu anh chị về nội ngoại thất chiếc xe 1.8G. Thì anh chị nào cần quan tâm đến các dòng xe
các phiên bản khác của Toyota Cross hoặc là những dòng xe khác của Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.